AF3 đạt danh hiệu khó nhằn hơn cả Daesan, đến BTS, Blackpink cũng phải xách dép chạy theo. Vượt mặt nhiều tiền bối, gà cưng SM AF3 đã đạt được danh hiệu khiến nhiều người nể phục. Lễ trao giải Golden Dish Award lần thứ 36 đã diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 1 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám bao gồm IU, Brave Girl, Seventeen, Stacy, Trisket, Oh My Girl, TXT, AF3. Với hai bản hit Next Level và Survey gây bão làng nhạc trong năm 2021, AF3 một lần nữa được xướng tên cho danh hiệu Rookie Artist, chứng minh đẳng cấp bất bại so với các đối thủ debut cùng thời. Đặc biệt, nhờ giải tân binh tại GDA lần này, AF3 đã chính thức gom đủ 5 chiến thắng cho danh hiệu Rookie Grand Slam, một thành tích cực kỳ khó chinh phục kể cả với những thần tượng kỳ cựu nhất. Được biết, để được trao tặng danh hiệu Rookie Grand Slam, một nghệ sĩ cần chiến thắng đủ tất cả giải tân binh tại 5 lễ trao giải uy tín nhất Hàn Quốc là Mnet Asian Music Award MAMA, Mail On Music Award MMA, Golden Disc Award GDA, Seoul Music Award SMA và Gaon Chart Music Award GCMA. Trước khi AF3 chạm tay đến danh hiệu này, làng nhạc Hàn Quốc mới chỉ có Shinee, Icon, 101, TXT và XZ, từng được gọi là Rookie Grand Slam. Cụ thể, Shinee là idol group duy nhất thuộc Gen 2, Icon và 101 là hai cái tên duy nhất thuộc Gen 3, và TXT và XZ là bộ đôi từng duy nhất của Gen 4. Mặc dù hiện tại đã đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu, BTS, Blackpink, Twice lại không thể chinh phục được thử thách này vào những ngày vẫn còn là lính mới. BTS và Blackpink suýt soát trong gang tấc với 4-5 chiến thắng, trong khi đó Twice chỉ sở hữu 2 trong tổng số 5 giải tân binh. Có thể nói AF3 đã bước từ những bước đầu tiên trong sự nghiệp thuận lợi và vẻ vang hơn hẳn đàn anh đàn chị. Với danh hiệu Rookie Grand Slam, nhóm còn lập kỷ lục là nghệ sĩ nữ trực thuộc SM đầu tiên chinh phục được thử thách. Ngay cả nhóm nữ quốc dân SNSD và đàn chị Red Velvet cũng chịu thất bại trước bộ năm Grand Slam. Ngoài ra, AF3 là nhóm nhạc duy nhất debut vào năm 2020 đạt được thành tích này và cũng là girl group thứ 2 trong lịch sử chỉ sau XZ được công nhận là Rookie Grand Slam của K-pop. Chỉ tính riêng trong giới idol thế hệ 4, AF3 là nhóm thần tượng thứ 3 sau TXT và XZ phá đảo được danh hiệu khó nhằn hơn cả Daesan. Sau loạt màn comeback đầy thành công, nhiều netizen cho rằng tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng AF3 đã xứng đáng bước vào hàng ngũ nhóm nữ top đầu của K-pop. Phá đảo mảng nhạc số, nhóm nữ K-pop Gen 4 đầu tiên có được thành tích on cue. Đối với các idol K-pop, một trong những yếu tố chủ chốt để khẳng định thực lực của họ chính là thành tích trên bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc. Trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc, chúng ta đều biết rằng không phải idol K-pop kỳ cựu nào cũng dễ dàng chinh phục mảng nhạc số tại Hàn, huống hồ là đối với những tân binh còn quá trẻ. Tuy nhiên, AF3 đã sớm làm được điều đó ngay với single thứ hai của họ là Next Level. Ca khúc Next Level sau khi phát hành đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều, tuy nhiên sau đó nó đã bất ngờ trở thành xu hướng và thậm chí còn đạt được số 1 trên bảng xếp hạng Melon 24 Hit, thời điểm mà bảng xếp hạng này vẫn còn được giữ lại luật cũ với cách tính khó nhằn hơn bảng xếp hạng Melon Top 100 hiện tại. Với thành tích của Next Level lúc đó, AF3 đã trở thành nhóm nhạc K-pop Gen 4 đầu tiên và nhóm nhạc SM đầu tiên chạm đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Melon 24 Hit. Chưa dừng lại ở đó, dù phát hành đã lâu nhưng Next Level cũng chưa từng rời khỏi top đầu bảng xếp hạng Melon. Thành tích nhạc số của Next Level là điều không thể bàn cãi, nhưng thậm chí ca khúc mới của nhóm là Survey còn làm được điều đáng nể hơn. Ca khúc này phát hành vào ngày 5 tháng 10 và ngay trong giờ đầu tiên thì bài hát này đã có màn debut tại số 1 bảng xếp hạng Bot và Granny. Đây chính là thành tích tốt nhất của một bài hát idol K-pop ngay sau giờ đầu tiên phát hành. Svay ghi nhận 356.123 lượng người nghe độc nhất trong 24 giờ đầu tiên trên Melon. Đây là thành tích cao thứ hai của một nhóm nữ K-pop trong năm 2021. Doanh số album cực khủng. Một nhóm nhạc K-pop sẽ được xem là thành công khi dù là nhạc số hay doanh số album của họ đều ghi nhận những thành tích đáng nể. Và dù mới chỉ debut chưa được bao lâu nhưng AF3 đã làm rất tốt điều này. Ngay cả ở mảng doanh số album vốn thường là điểm yếu của nhiều nhóm nữ K-pop tân binh khác. Theo đó, số lượng pre-order mini album Survey đầu tay trong sự nghiệp của AF3 đã vượt quá con số 400.000 bản. Với con số này, AF3 đã trở thành nhóm K-pop có lượng pre-order album debut cao nhất lịch sử và đang tiến đến những cột mốc doanh số cao nhất đối với một album debut của K-pop. Chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa, album Survey sẽ trở thành album debut bán chạy nhất của nhóm nữ K-pop, vượt qua album Square Up của Blackpink 196.335 bản. Tất cả những thành tích này được xem là xuất phát điểm đáng mơ ước đối với mọi tân binh. Chỉ vừa debut hơn một năm mà AF3 đã nhanh tay tạo lập nhiều kỷ lục như thế. Netizen đồng lòng tin rằng sự nghiệp của nhóm sẽ còn rực rỡ hơn về sau.